thúy vân còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu hoàng thư đè ngửa người xuống giường sao sao người cậu lạnh quá vậy thúy vân còn trông thấy sau lưng cậu có ánh sáng màu đỏ cậu vừa cao vừa nặng khiến cô muốn ngột thở lại thêm vết thương cũ chưa lành khiến thúy vân đau điếng cô vội van xin cậu cậu hoàng thư ơi xin cậu thả em ra hôm nay em không chiều cậu được thúy vân biết mình phận làm vợ Ăn nằm với chồng cũng là nghĩa vụ của mình, cô thấy cậu không vui thì nài nỉ thêm. Cậu có thể thư thoảng cho em thêm mấy ngày không? Em, em đang tới ngày 8 tháng 3, làm chuyện đó lúc này không tiện. Từ nhỏ đến giờ Thúy Vân chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như thế này, lại phải nói ra mấy chuyện tế nhị của phụ nữ khiến mặt cô đỏ bừng bừng. Cứ tưởng nói như thế cậu sẽ buông tha cho cô, nhưng cô lại quên rằng Hoàng Thư đã không còn là con người cậu chế nhạo Thúy Vân. Đó là việc của nàng, mẹ tôi mua nàng về cũng chỉ để hầu hạ cho tôi, nàng không có quyền từ chối. Hồi sáng nàng còn làm ta mất hứng, đêm nay ta phải đòi lại cả gốc lẫn lãi. Hoàng thư vừa nói vừa thô lỗ xé toạc quần áo của Thúy Vân, làm rách váy trên người của cô ra, để lộ đôi đồi trắng trẻo tròn trịa xinh đẹp của một thiếu nữ 18 xuân xanh. Trông thấy cô không mặc gì thì hoàng thư càng khoái chí. Nàng đẹp thật, cố mà chiều ta cho tốt đêm nay. Nằm bên dưới Thúy Vân cố nói vài câu kháng cự, dù biết nàng không thể thoát. Trong mặt cậu đẹp trai mà cậu rõ đẻo. Rồi bờ môi lạnh băng của Hoàng Thư Phiêu bạc tứ xứ khắp hết mình mẩy trên người Thúy Vân, đã vậy, cậu ấy còn cố ý tạo ra những tiếng động làm Thúy Vân nổi da gà, hiện lên sự xấu hổ, ngượng ngùng của người con gái. Thúy Vân ơi, da thịt nàng thật mịn, thật ngọt lúc này Thúy Vân chỉ biết bất lực, cả người cô không có sức phản kháng, vì là lần đầu trong đời người con gái nên khiến cô sợ tới mức trung bần bật, đôi gò má Thúy Vân ửng hồng, và nàng chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt ngây dại của mình. Nhưng những hành động ân ái của Hoàng Thư đã khiến nàng đau. Cậu ơi, cậu có thể nhẹ một chút được không, em đau quá. Hoàng Thư trông thấy cô khóc lại càng muốn bắt nạt, bóp cầm cô cười đẻo. Trong em thế này ta lại càng thích. Biết Thúy Vân đang tới ngày 8 tháng 3, Hoàng thư vốn chỉ định chỉ trêu Thúy Vân một chút, không ngờ cô lại hấp dẫn vậy. Đã thế cậu quyết làm tới bước cuối cùng. Nàng đã châm lửa thì phải dập lửa cho ta. Lúc này, Thúy Vân thấy đôi mắt Hoàng thư đỏ ngầu thì hoảng sợ, cố trướng người ra xa cậu một chút. Cậu định bắt lấy đùi của cô thì ngay lúc này có thứ sức mạnh gì đó hất văng Hoàng thư bay khỏi giường bàn tay vừa chạm vào da thịt Thúy Vân lúc nãy cũng bị lửa đốt cháy. Trong thấy cậu bị lửa đốt cháy đen thui thì Thúy Vân suýt cười thành tiếng, cô cũng không hiểu sao cậu bị như vậy. Sau đó cô lấy chăn che cái cơ thể mảnh mai trắng trẻo đang hớ hên mình lại. Em, em cũng không biết nữa, chắc hôm nay không phải ngày đẹp để cậu ngủ lại rồi. Cậu chịu khó về phòng cậu ngủ nha. Hoàng thư tức điên người. Thật là mất hứng nàng nhớ kỹ ta đấy. Bỗng, Thúy Vân giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, cô vơ lấy mình rồi ngồi co ro một góc giường, cảm giác đó như thật vậy, hơi lạnh của Hoàng Thư Như vẫn còn ngấm trên da thịt cô. Trên đôi đồi trắng trẻo của cô, trên đùi cô như còn in hằng lên những dấu đỏ chói mà Hoàng Thư để lại. Thúy Vân rưng rưng khóc, nước mắt cô ướt đẫm cả một góc mền. Giờ cũng đã hơn 4 giờ sáng, gà thì cũng đã gáy, Thúy Vân không dám chợp mắt, cố thức đợi đến sáng mai. Sáng hôm sau, cô bé người hầu giao duyên vào phòng giúp Thúy Vân trang điểm và hỏi han. Đêm qua mợ ba bị mất ngủ phải không? Vậy để em dặm chút phấn cho mợ tươi hơn, chút còn đi dân trà cho bà cả. Nhìn gương mặt mình qua gương đồng, Thúy Vân cũng phát hoảng, đôi mắt cô thâm sưng, khuôn mặt hốc hác. cô gật đầu kêu con nhỏ giao duyên đem ít cháo trắng cho cô ăn lót dạ. Sau đó, Lúc Thúy Vân đến nhà chính thì vẫn chưa có ai tới, cô đợi thêm 3 giờ nữa bà cả mới tới, với nét mặt lạnh lùng. Dân trà đi. Dạ, con kính mẹ dùng trà. Thúy Vân cầm tách trà nóng do người hầu bên cạnh bà cả rót, lưng hơi không xuống, kính cẩn dùng hai tay dân đến trước mặt bà cả. Nhưng bà cả hừ lạnh. Cô nghĩ tôi có thể uống nổi ly trà này không? Đêm qua cô làm gì mà hoàng thư con tôi bỏ đi? thúy vân không ngờ bà cả biết chuyện nhanh thế con con không làm gì ạ à? cô còn dám chối xem ra trận đòn hôm qua không làm cô hiểu chuyện hơn phải không cô cứ đứng đó cho tôi ly trà trên tay nóng hổi khiến thúy vân sắp cầm không nổi được nữa ngày đầu tiên làm dâu cô càng không dám làm vỡ đồ chỉ đành cố cầm cự bỗng thúc giang từ ngoài cửa bước vào sắc mặt tươi tỉnh hồng hào cười như hoa nở buổi sớm khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Con chào mẹ. Mới sáng ra đã có chuyện gì khiến mẹ tức giận vậy? Đều do tại anh sinh giữ con ở lại phòng thêm một lát nữa, chứ con không cố ý dậy trễ đâu mẹ ơi. Thúc Giang thẹn thùng ôm mặt kể lễ, bà cả thấy thế thì cười. Mẹ nào có giận con, thương con còn không hết. Hai đứa vợ chồng hòa hợp là mẹ vui rồi. Lúc này, thúy vân đứng một bên như người thừa cô cảm thấy buồn trong lòng thúc giang đến muộn mà bà cả không trách phạt bởi vì cô ấy là con của quan lớn còn cô đã cố tình đến sớm nhưng vẫn bị người ta coi như rác rưởi ngoài chợ thúy vân dường như hóa đá vết nóng ở tay cũng chẳng sánh bằng nỗi bi ai trong lòng cô lúc này chị dâu chị dâu chị có nghe thấy em nói gì không thúy vân giật mình rồi thấy thúc giang cười tươi rói ơi ơi chị nghe đây em xin mẹ bỏ qua cho chị rồi chị dâng trà cho mẹ đi kẻo trễ thúy vân như con rối làm theo lời thúc giang và lúc này bà cả mặt nặng mày nhẹ cầm lấy ly trà của thúy vân sau đó bà còn chưa kịp đưa bao lì xì cho thúy vân thì có một người hầu tiếng vào nói nhỏ với bà chuyện gì đó ngay lập tức bà nổi trận lôi đình hất văng tách trà xuống đất chỉ tay vào mặt thúy vân quát mau nói tối qua cô đã gặp ai nước trà nóng bắn vào tay khiến thúy vân suýt bỏng trông thấy sắc mặt đáng sợ như quỷ đòi mạng của bà cả thúy vân suýt chút nữa thì kể chuyện đêm qua gặp ông già đã cứu mình ra thì bỗng nhiên bên tai cô có giọng nói từ xa vọng đến không được nói hôm qua cô đã gặp ta càng không được nói cho ai cô thấy được người cõi âm cô mà để họ biết mình sở hữu đôi mắt âm dương là họ sẽ đem cô luyện thành xác thuốc rồi linh hồn cô cũng sẽ bị giam cầm ở nhà họ hoàng này đời đời kiếp kiếp giọng nói vang vọng từ hư vô này chính là của ông già đêm qua vừa nghe xong thúy vân vội quỳ xuống chắp tay khẩn cầu con lạy mẹ hôm qua con bị ma gọi hồn xong mơ màng đi theo nó rồi ngất đi lúc nào không hay lúc tỉnh dậy con thực sự không nhớ gì cả xin mẹ minh oan cho con xin mẹ tha cho con vậy à bà cả vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho quản gia lại gần thúy vân quan sát cô một lượt từ đầu tới chân. Thúy Vân rùng mình trước ánh mắt xăm soi của tên quản gia, cả người cô nổi hết da gà. Sau một lúc tên quản gia kết luận. Trên người cô ta có hiện hữu bùa phá vong, giúp bảo vệ người sống khỏi sự quấy nhiễu của người cõi âm. Vậy coi ra tôi đã đánh giá thấp cô rồi à Thúy Vân. Đôi mắt bà cả sắc lẹm, con ngươi xoay tròn một vòng, rồi đột nhiên cười bí hiểm rồi nói tiếp với Thúy Vân. Được rồi tôi sẽ cho cô cơ hội lấy công chuộc tội. Giờ cô hãy đi ra chợ bắt, mua các thứ đồ này cho tôi. Chính bó giấy vàng, một con ngựa gỗ, bảy sấp vải đỏ, một con thiềm thừ và một bọc kim bạc. Nhớ là phải do chính tay cô lựa và mang về, không được cho ai đi cùng. Thúy Vân cảm thấy mình như được ân xá, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà vội dập đầu tạ ơn bà cả rồi chạy ngay ra ngoài, vì khi còn ở trong đó thêm dây nào, Chắc cô sẽ không thể chịu được nổi nữa. Sau đó, trông thấy sắc mặt lo lắng của cô bé người hầu giao duyên thì Thúy Vân lấy làm lạ, tức tiếng hỏi: "Em sao vậy?" "Dạ thưa mợ ba, chợ Bắc còn có tên gọi khác là chợ Âm Dương. Chợ chỉ mở từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng thì chợ tan. Em nghe nói ở đó người sống kẻ chết lẫn lộn, nếu chẳng may mua nhầm đồ của người chết sẽ bị vong theo ám." <laughs> 내 반쪽을 찾아올 것이다. 어, 시신마다 머리에 움푹 파이는 흔적 같아. 염금질 시신이 났냐? 도대체 제가 본게 뭡니까? 붉은 것이 다시또아 죽은 자 모두가 우리가 알고 있는 유일한